Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình Sống Vui được phát sóng trên kênh VTV2. Quý vị thân mến, con cao lớn, khỏe mạnh, dáng chuẩn khi trưởng thành chính là mong muốn của nhiều bậc phụ huynh và cũng là mong muốn của chính con trẻ. Tuy nhiên, khi mà tăng chiều cao cho con trẻ thì nhiều bậc phụ huynh của chúng ta chỉ chú trọng vào canxi mà thôi, mà quên mất rằng điều này chưa đúng bởi vì còn có nhiều cái yếu tố khác nữa thay vì là chúng ta chỉ tập trung vào canxi. Có rất nhiều nghiên cứu chứng minh khoa học về vai trò quan trọng của bộ ba đó là canxi nano, vitamin D3, MK7 đối với sự phát triển chiều cao của con trẻ. Nhưng không nhiều người biết được lý do vì sao lại có cái bộ ba này và cái bộ ba này sẽ giúp ích như thế nào trong việc tăng và phát triển chiều cao. Thế nên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về những cái yếu tố để giúp trẻ tăng nhanh chiều cao bằng bộ ba canxi nano, D3 và MK7 thông qua cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu chuyên gia Đình Thạc. Xin mến chào MC Nguyên Khang, xin kính chào quý vị khán giả. Và trước khi chúng ta đến với câu hỏi dành cho chuyên gia thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một thước phim của chương trình. Canxi là một trong những khoáng chất không thể thiếu đối với cơ thể. Canxi không chỉ có vai trò thiết yếu cho sự phát triển của xương, giúp tăng chiều cao ở trẻ, làm chắc xương, chống loãng xương, còi xương, mà còn có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động cơ bắp, thông máu, phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh và giúp tiết chế một số hormone. Tuy vậy, bổ sung dưỡng chất này sao cho chuẩn để giúp trẻ tăng chiều cao thì không phải ai cũng biết. Thì năm nay lên lớp 9, nhưng mà chiều cao của bé so với các bạn đồng trang lứa thì rất là thấp bé luôn. Mà thể lực thì của bé rất là yếu. Tôi đã mua thêm rất là nhiều mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà có chứa canxi, rồi cộng thêm các loại sữa giàu canxi nữa. Nhưng mà bé cũng chỉ tăng thêm một chút về chiều cao thôi, chứ cũng không có phát triển mà cân đối giữa chiều cao và cân nặng. Tại vì trước giờ thì tôi cứ nghĩ là mình muốn tăng chiều cao thì chỉ cần là bổ sung canxi thôi. Nhưng mà theo tôi thấy hiện tại thì hình như là cái biện pháp này nó không còn hiệu quả nữa. Theo các chuyên gia y tế, để giúp canxi bổ sung hiệu quả, giúp hấp thu vào tận xương, răng thì cần có sự đồng hành của vitamin D3 và MK7 tạo thành bộ ba thiết yếu trong việc giúp trẻ đạt chiều cao tối đa. Vì sao bộ ba này lại giúp trẻ tăng chiều cao nhanh và vượt trội? Hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia trong chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Thưa chuyên gia, như trong chương trình qua các đoạn thước phim vừa rồi, thì vì sao để tăng cái chiều cao cho con trẻ thì chúng ta cần phải bổ sung bộ ba là canxi nano, D3 và MK7? Và nếu mà chúng ta thiếu đi một trong ba dưỡng chất như vậy thì việc tăng chiều cao cho trẻ có hiệu quả không ạ? Đây cũng là một trong những cái lý do tại sao chúng ta cần phải bổ sung đầy đủ cái bộ ba này, gồm có canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nó không thể thiếu một trong ba thành phần trên. Thì nó có cái lý do rất là khoa học mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu. Đối với canxi phải là canxi nano. Đây là một trong những loại canxi có kích thước siêu nhỏ. Với kích cỡ khoảng 60 nanomet thì canxi nano có thể đi đến tận xương và răng, những cái cơ quan đích để chúng ta cần bổ sung. Thì chính vì cái kích cỡ nhỏ như vậy sẽ gia tăng cái khả năng hấp thu gấp 200 lần so với canxi hữu cơ thông thường. Thì đây cũng là một cái lợi thế của canxi nano. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần biết rằng chỉ một mình canxi không thì vẫn không thể nào hấp thu hoàn toàn đến cái cơ quan đích, đó là xương. Thì phải cần thêm hai cái yếu tố nữa là vitamin D và MK7. Nếu như mà canxi chỉ được bổ sung thông thường đơn độc thì chỉ hấp thu được khoảng 10% so với cái lượng canxi mà chúng ta bổ sung cho trẻ. Tuy nhiên nếu mà có sự hiện diện của vitamin D thì cái khả năng hấp thu nó có thể tăng lên được 40%. Có nghĩa là vitamin D sẽ giúp hấp thu canxi từ trong lòng ruột vào máu, để từ đó sẽ đưa phân phối đến các cơ quan đích. Tuy nhiên thì để hấp thu canxi trọn vẹn gần như tối ưu hoàn hảo thì cần phải có một cái thành phần nữa là MK7. Thì trên bệnh viện khoa học thì MK7 được gọi là vitamin K2. Thì MK7 được xem là cái người dẫn đường giúp cho canxi đến đúng nơi đúng chỗ. Có nghĩa là giúp cho canxi được hấp thu đến tận xương và răng để không có cái sự dư thừa canxi ở trong cơ thể của chúng ta. Tác dụng nữa của cái MK7 đó là sự tăng sinh collagen, một cái chất liên kết rất là quan trọng trong xương để giúp cho xương chắc và khỏe. Như vậy thì khi mà chúng ta bổ sung thành phần canxi thì không thể thiếu ba cái thành tố này. Và một trong những cái điều mà chúng ta hiện nay vẫn còn hạn chế và còn
vướng phải, đó là chúng ta cứ nghĩ là bổ sung canxi càng nhiều càng tốt, bất cứ canxi nào cũng có thể bổ sung. Thì chính vì cái việc bổ sung liên tục càng nhiều càng tốt như vậy, nó đưa tới cái việc là chúng ta lạm dụng cái yếu tố canxi. Như vậy thì cái canxi mà dư thừa hàng ngày như vậy á, nó ứ động trong cơ thể thì nó sẽ gây ra những cái bất lợi rất nhiều cho trẻ trong cái sự phát triển chiều cao, và thậm chí là làm cho xương cứng rất là sớm. Thành ra là vô hình chung khi mà chúng ta lạm dụng cái vấn đề sử dụng canxi quá nhiều, không được hấp thu hết thì sẽ làm cho trẻ có cái tình trạng thấp lùn. Thì chúng ta luôn nhớ thì canxi nano này, vitamin D3, MK7 là ba cái dưỡng chất quan trọng không thể thiếu được trong sự phát triển chiều cao toàn diện của bé. Và một trong những cái điều cần lưu ý là những cái thành phần này đôi khi chúng ta không thể bổ sung đầy đủ qua những cái thức ăn hàng ngày, mà chúng ta phải cần bổ sung từ những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe hiện nay. Thì nó cũng sẽ mang lại cái tiện lợi và đảm bảo cái lượng, cái chất đầy đủ khi mà chúng ta hỗ trợ trẻ trong cái quá trình phát triển chiều cao. Như là chuyên gia cũng đã chia sẻ thì để giúp tăng chiều cao toàn diện thì cần phải cung cấp đủ bộ ba, đó là canxi nano, D3 và MK7. Như vậy thì ngoài bộ ba này chúng ta cần phải cung cấp thêm những cái dưỡng chất nào khác hay không ạ? Bổ sung đầy đủ cái bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 thì nó là cái yếu tố cũng rất là cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên thì ngoài ba cái yếu tố này thì cũng cần phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất thiết yếu để giúp cho sự phát triển của bộ xương nó hoàn hảo, để giúp trẻ có sự tăng chiều cao toàn diện tối đa trong tương lai. Thì cần phải bổ sung thêm những cái thành phần dưỡng chất quan trọng khác, ví dụ như là DHA, chondroitin, magie, kẽm, đồng, brom, silic, mangan. Thì những cái khoáng chất này trong cái thức ăn hàng ngày chúng ta không thể nào bổ sung đầy đủ. Và ngày nay thì rõ ràng chúng ta cũng đã có cái sự hiện diện của những cái sản phẩm có chất lượng hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng, với cái dạng bào chế phù hợp theo cái từng cá thể và phù hợp đặc điểm theo từng giai đoạn phát triển của lứa tuổi của trẻ, nhất là trẻ em Việt Nam. Đầu tiên là những em bé mà có cái sự sức đề kháng yếu kém do hệ miễn dịch chưa tốt, ngoài những cái bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 và những cái khoáng chất cần thiết thì ta lại bổ sung thêm hai cái thành phần, đó là sữa non, colostrum và immune alpha, để giúp gia tăng hoạt động của hệ miễn dịch, giúp bé có thể chống lại những cái căn bệnh trong những năm đầu đời, thì vừa tốt cho sự phát triển chiều cao và đồng thời giúp cho bé có một cái sức khỏe tốt. Thứ hai đó là trẻ đang trong giai đoạn tập trung học, nhất là những em bé mà thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh của máy tính này, rồi điện thoại di động, rồi màn hình TV. Thì ngoài cái bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 và các khoáng chất cần thiết, thì người ta bổ sung thêm EPA, DHA, taurin, cao luberi là những cái chất bảo vệ đôi mắt, giúp phát triển trí não, và đặc biệt là trẻ đang trong cái độ tuổi cần học tập là 4 đến 9 tuổi đó, thì rất tốt cho cái kết quả học tập của mình. Thứ ba đó là cái giai đoạn đang có sự phát triển rất nhanh về chiều cao, đó là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì, là từ 9 tuổi đến 18 tuổi. Thì ngoài ba cái yếu tố là cái bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 thì người ta lại thêm vào các thành phần là DHA và chondroitin là để giúp cho cái bộ xương phát triển nhanh, chất lượng, để làm sao khi mà bé đạt đến cái tuổi trưởng thành thì có cái chiều cao lý tưởng toàn diện, có một cái sức khỏe và luôn luôn phòng ngừa được những cái bệnh có thể liên quan đến hệ xương khớp, ví dụ như loãng xương, thoái hóa xương, đau nhức, vân vân. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viptin tăng chiều cao toàn diện cho trẻ từ 6 tháng đến 18 tuổi, giúp trẻ tăng nhanh chiều cao và thể lực, tăng khối lượng xương, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, dẻo dai, rất cần cho trẻ bị thiếu chiều cao, còi xương, hư hỏng răng. Bộ sản phẩm Viptin tăng chiều cao toàn diện với thành phần toàn diện, chứa thành phần toàn diện gồm bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chứa chondroitin, DHA và các khoáng chất cần thiết cho xương. Bộ Viptin có dạng bào chế phù hợp với từng giai đoạn, đặc điểm phát triển của trẻ. Cụ thể, Viptin hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Previtin 2 và Previtin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Viptin giúp trẻ tăng chiều cao tối đa, nên sử dụng lâu dài, kết hợp với chế độ dinh dưỡng đúng và đủ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1800 55 8889, số điện thoại 24/7/0896/509/509, hoặc gửi thư về hòm thư của chúng tôi, đó là songkhoe@bacsitivan.vn, hoặc là truy cập website bacsitivan.vn. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Sau khi lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Đinh Thạc của chương trình Sống Vui, chị Ý Nhi đã hiểu đúng về việc tăng chiều cao cho con cần phải bổ sung đủ bộ ba dưỡng chất quan trọng là canxi nano, D3, MK7. Và chị đã tìm mua viên uống tăng chiều cao có chứa bộ ba dưỡng chất này cho con sử dụng. Sau khi mà theo dõi chương trình và lắng nghe những tư vấn của chuyên gia Đinh Thạc thì tôi đã hiểu đúng về cái việc mà muốn tăng chiều cao cho con. Và sau khi sử dụng sản phẩm thì con gái tôi đã tăng chiều cao rất là nhanh, chỉ trong vòng nửa năm thôi, bây giờ bé cao hơn mẹ luôn rồi. Và tôi sẽ quyết định là cho bé dùng tới khi nào mà không cao nữa thì thôi. Mà bác sĩ đã nói là phải ngoài 20 tuổi mới hết cao đó. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.